Mai xin chào các cô chú anh chị và các bạn. Ngày hôm nay thì Mai sẽ làm tiếp cái phần 6 trong một tâm sự về cái thời thơ ấu của Mai. Đây cũng là phần cuối cùng kết thúc cái một tâm sự của cái giai đoạn thời thơ ấu của chú anh chị ha. Trong cái phần 1, 2, 3, 4, 5 thì Mai đã kể rất là nhiều biến cố của gia đình Mai đã từng trải qua. Biến cố về mẹ bị bệnh ung thư nè, rồi biến cố Mai phải lên thành phố học từ khi còn nhỏ thiếu thốn tình cảm nè. Và biến cố thứ ba là Mai sẽ phải chăm em khi mà tuổi đời còn quá nhỏ trở thành một bà mẹ trẻ bất đắc dĩ nè. Cái phần thứ tư là cái phần mâu thuẫn giữa hai mẹ con Mai ha. Và phần thứ năm là cái phần biến cố mà gia đình Mai đã bị bể nợ đó cô chú anh chị. Thì nói chung là gia đình Mai cũng rất là nhiều biến cố. Và mỗi cái biến cố đó thì mình lại học ra một bài học kinh nghiệm khác nhau ha. Và mình lại có một bài học kinh nghiệm sống thêm. Sau khi đăng tải những cái video tâm sự này thì Mai nhận được rất là nhiều ý kiến đóng góp của các cô chú anh chị và các bạn. Có nhiều ý kiến thì đồng tình, có nhiều ý kiến thì không có đồng tình. Tuy nhiên thì Mai cũng xin được chia sẻ cái ý kiến của cá nhân Mai như thế này ha. Mai làm cái video này cũng không phải là để phân định ai đúng ai sai, hay là cũng không phải để phân định là lỗi của ai. Bởi vì thì tất cả mọi chuyện cũng đã đều ở trong quá khứ rồi cô chú anh chị ha. Và Mai cũng biết là những cái ý kiến, những cái nhìn nhận của Mai ở đây cũng chỉ là phía một chiều, ở cái góc nhìn của một người con trẻ, những cái tâm tư tình cảm của một người con trẻ thôi. Chứ còn chắc hẳn là bố mẹ Mai cũng có những cái tâm tư tình cảm mà Mai cũng chưa nhìn thấu đáo được. Bố mẹ Mai thì thực ra thì cũng đã cố gắng hết sức ở những cái góc nhìn của họ, trong cái khả năng của họ và trong những cái điều kiện, trong cái hoàn cảnh lúc đó thì bố mẹ Mai cũng đã cố gắng hết sức mình. Và chị em Mai thì cũng đã may mắn là nhờ có sự cố gắng đó, nỗ lực đó của bố mẹ mà mình đã có một cái đời sống vật chất cũng khá là tương đối khá giả và cũng được ăn học đến nơi đến chốn. Mai cũng phải thừa nhận là bố mẹ Mai rất là giỏi và chịu khó, siêng năng của chú anh chị. Bên cạnh đó thì bố mẹ Mai cũng đã không ngừng hy sinh cho mấy chị em mình, cố gắng hết sức, không nề hà, quản ngại khó khăn để hy sinh tất cả cho gia đình. Thế thì các cô chú anh chị lại nói là vậy tại sao Mai lại đem cái chuyện này ra nói để làm chi? Thì Mai cũng xin nói luôn, bởi vì cái chuyện gì thì nó cũng có mặt được và mặt chưa được. Thì Mai cũng chỉ nhìn nhận một chút xíu về những cái gì mà gia đình Mai đã trải qua. Thì Mai cũng chưa bao giờ được bộc bạch lòng mình ha. Mai cũng cảm thấy rất là ăn năn có lỗi với em gái của Mai. Và Mai chưa bao giờ nói cái điều này với em gái Mai. Và bản thân Mai cũng chưa bao giờ được bộc bạch lòng mình với mẹ. Tại vì mẹ Mai cũng là một người khá là bảo thủ, ít có chịu lắng nghe. Và Mai cũng muốn một lần được giải tỏa lòng mình. Và Mai cũng muốn nhân cái cơ hội này thì cũng truyền tải một cái thông điệp đến với mọi người, đó là ngoài những cái nhu cầu về vật chất thì con trẻ nó cũng còn có nhu cầu về tình cảm nữa cô chú anh chị. Bởi vì thì đương nhiên con trẻ thì nó lại còn non nớt, nếu mà mình cứ bỏ nó bơ vơ giữa cuộc đời này một mình thì rất là nhiều cám dỗ. Và khi nó trẻ, nó nhỏ thì nó sẽ không có khả năng chống chọi những cái cám dỗ đó. Và nếu mà nó sa ngã, nó rơi vào tệ nạn thì trở thành gánh nặng của gia đình và xã hội, thì tất cả những cái hy sinh của bậc làm ba làm mẹ đều trở thành vô nghĩa của chú anh chị ha. Vì vậy thì mình cũng nên dành thời gian một chút xíu để quan tâm đến những cái tâm tư tình cảm của con trẻ. Một điều khá may mắn cho gia đình Mai đó là cả ba chị em Mai mặc dù là không có được ở gần mẹ, thiếu thốn tình cảm của mẹ, không có được sự dạy bảo gần gũi của mẹ, tuy nhiên thì ba đứa tụi mình cũng không có đứa nào vướng vào tệ nạn xã hội của chú anh chị, cũng không có đứa nào phải hủy hoại cuộc đời chôn vùi mình trở thành cái gánh nặng cho gia đình và cho xã hội ha. Thì mặc dù là ba chị em mình nó cũng có những cái đôi lúc mà bị giống như có biến cố trong cuộc đời ha. Em gái của Mai ở bên Úc thì nó cũng có những giai đoạn nó có biến cố riêng, và bản thân Mai thì cũng có những cái biến cố riêng của cuộc đời. Mai cũng có những lúc ly hôn, có những lúc cùng cực, và em gái Úc của Mai thì nó cũng có những cái biến cố của riêng nó. Tuy nhiên đến bây giờ thì ba chị em mình đứa nào cũng có một cuộc sống ổn định, và mặc dù là không có quá thành công, không phải là ông này bà nọ, tuy nhiên thì mình cũng là một người lao động bình thường, một công dân bình thường chứ không phải là một gánh nặng cho xã hội. Cái đó thì Mai thấy cũng là một điều rất là may mắn ha. Bởi vì Mai nghĩ là dù có giàu có đến đâu chăng nữa mà con cái hư hỏng không có thành người thì cũng là một cái điều bất hạnh cho gia đình và cho xã hội. Thì hôm nay thì Mai sẽ làm cái phần 6 này để tổng kết lại năm cái mục tâm sự đó. Thì sau khi mà gia đình Mai đã phá sản đó cô chú anh chị, thì em gái Mai vẫn còn đang du học ở Úc ha. Khi đó thì bố mẹ Mai đã để hẳn ra một số tiền riêng để em có thể hoàn thành cái chương trình đại học, mặc dù là gia đình Mai đã phá sản ha cô chú anh chị. Thì cái này cũng là một cái nỗ lực rất là lớn của bố mẹ Mai, cũng là một cái sự quyết định rất là sáng suốt và rất là đúng đắn của những bậc làm cha làm mẹ. Sau khi mà vượt qua được cái giai đoạn đó đấy, thì bố mẹ Mai bây giờ đã trả hết nợ rồi của chú anh chị và đã có một cuộc sống tuổi già khá là an nhàn. Thì em gái của Mai đã hoàn thành cái chương trình đại học xong và bây giờ thì cũng tự lo được thân mình và tự đang đi học cao học, học lên tiếp hay của chú anh chị, và đã đang làm giấy tờ định cư ở lại Úc ha. Còn bản thân Mai thì sau khi lấy chồng xong thì
cũng có hai đứa con rồi, cũng nhiều biến cố xảy ra. Thì bây giờ Mai sẽ quay trở lại cái phần cuộc sống của Mai. Mai gặp chồng cũ của Mai sau khi mà Mai đã ra trường đi làm rồi cô chú chị ha. Khi đó thì Mai làm ở một công ty xuất nhập khẩu, tại vì chuyên ngành của Mai là chuyên ngành ngoại thương. Thì công ty có tổ chức cái tour đi du lịch Campuchia cho tất cả các cán bộ công nhân viên cùng đi. Thì lúc đó thì chồng cũ của Mai đó là hướng dẫn viên trong cái tour đó. Và khi mà mình đi chung tour đó thì không hiểu như thế nào thì cũng để ý mình. Thì hai đứa đều là chưa vợ chưa chồng, đều là thanh niên trẻ giống như nhau ha. Sau đó thì về rồi rủ rê đi ăn đi uống. Thì như cái phần tâm sự phần số 1 của Mai phần trước đây đó thì Mai có kể rồi đó. Thì sau đó thì hai đứa mình hẹn hò rồi quen nhau rồi bắt đầu làm. Sau đó dần dần thì tiến xa hơn ha cô chú anh chị. Thì Mai cũng có kể với các cô chú anh chị nghe đó là ban đầu Mai không có muốn đi Mỹ. Bởi vì thật sự ra thì hồi xưa là mẹ Mai cũng có hỏi Mai có muốn đi Mỹ du học không, thì Mai không có muốn đi du học. Mai sinh ra trong một gia đình khá giả nên thành ra cái việc ao ước đổi đời đối với Mai là không có. Mình tâm sự rất là thật của chúng chị ha, không phải là nói Mai chảnh hay như thế nào đó, nhưng mà gia đình mình có điều kiện, mình chưa bao giờ phải thiếu về mặt tiền bạc nên mình không có nhu cầu đi Mỹ để đổi đời. Và mình thấy là mình đang có một cái công việc ổn định, mình không có muốn là phải đi Mỹ để phải xa gia đình, để phải làm lại từ đầu. Bởi vì Mai biết là để làm lại từ đầu, khởi nghiệp lại từ đầu rất là khó khăn ở xứ người của chúng chị ha, nhất là khi mà đây không phải là cái ngôn ngữ mẹ đẻ của mình nữa chứ. Lúc đó thì chồng Mai cũng đồng ý đó. Tuy nhiên thì sau đó thì Mai cũng đã thay đổi quyết định. Khi Mai có hai đứa con xong thì Mai muốn là đi Mỹ để con gái Mai có tương lai nhiều hơn. Khi mà Mai quyết định đi Mỹ đó, bố mẹ Mai cũng rất là bất ngờ. Khi mà giấy tờ của chồng cũ của Mai á, rớt về, thì lúc đó là khoảng một năm trước cái thời điểm Mai đi đó, thì Mai mới suy nghĩ lại một lần nữa và Mai quyết định là Mai đi. Khi đó thì chồng cũ của Mai mới bắt đầu bổ sung hồ sơ giấy tờ cho ba mẹ con mình. Chứ trước đó thì hoàn toàn là trên giấy tờ bảo lãnh nó chỉ có tên của chồng cũ Mai thôi. Và từ khi mà tới hạn xét duyệt hồ sơ của mình đó, mà bắt đầu bổ sung hồ sơ nè, đóng tiền làm visa này nọ đó cô chú anh chị, thì Mai bắt đầu nghỉ làm ở công ty ha. Khi đó thì Mai làm ở công ty truyền hình cáp SCTV đó cô chú anh chị. Mai nghỉ làm và bắt đầu Mai đi học neo, tại vì Mai nghĩ là mình đi qua gia đình bốn người phải có nghề nghiệp để lo cho tương lai của các con mình. Mai biết một điều là rất là khó để Mai có thể đi học lại. Bởi vì cái thứ nhất là khó về mặt rào cản ngôn ngữ đó cô chú anh chị. Rất là khó để mình tiếp thu cái kiến thức với một cái ngôn ngữ khác ha. Và cái điều thứ hai nữa là Mai đã có con rồi. Nếu mà Mai đi học thì ai sẽ chăm lo cho con của Mai? Và tiền ở đâu để Mai đi học nữa? Thành ra là Mai quyết định là mình sẽ đi học neo để kiếm tiền và nuôi các con. Tất cả là cho tương lai các con chứ không phải là cho bản thân mình nữa. Thì Mai đi học neo trước khoảng một năm. Mai rất là siêng học cô chú anh chị, cố gắng dữ lắm, học sáng học chiều ha. Sáng thì Mai học vẽ, còn chiều thì Mai học đắp bột, là thuê người mẫu ngồi giũa, mà nói chung là từ trên xuống dưới, đầu là bụi không là bụi của chú anh chị. Thì ban đầu cũng rất là khó khăn ha, nhiều lần Mai cũng nản, muốn nghỉ muốn bỏ cho rồi, học gì mà cực dữ, tại đang làm văn phòng mà của chú anh chị. Tuy nhiên thì Mai cũng rất là kiên nhẫn. Bản thân Mai thì được cái là có tính quyết làm tới nơi tới chốn thì mới chịu. Thì sau khoảng 6 tháng thì Mai học là Mai cảm thấy là Mai cũng ra nghề tạm tạm rồi đó. Bắt đầu là nghỉ học ha, tại vì mình thấy học đó là mình cũng không có gì để học thêm nhiều nữa. Tại vì những cái gì cơ bản thì mình đã học gần hết rồi. Và mình nghĩ là cái tay nghề của mình thì cũng có thể làm được cái những cái cơ bản rồi cô chú anh chị ha. Khi mà Mai nghỉ học neo đó thì vẫn chưa tới cái hạn mà hồ sơ của mình phỏng vấn. Vẫn còn đợi của chú anh chị, khoảng còn 6 tháng nữa thì mới tới cái hạn hồ sơ phỏng vấn của Mai ha. Thì trong thời gian đó Mai ở nhà không thì bắt đầu lại nghĩ đến chuyện tiền. Bản thân của Mai là không có thể nào mà ngồi yên được cô chú anh chị. Thật sự là như vậy ha. Khi mà Mai ở nhà không á, thì Mai không có việc gì làm thì Mai lại nghĩ tại sao thời gian của mình trôi qua phung phí như vậy. Và ở trong xóm của Mai đó có một cô bạn bán hàng online như hạt chia rồi những cái thực phẩm của Mỹ đó ha. Thì cô bán hàng online thì Mai cũng nói chuyện, hai đứa thì cũng bằng tuổi nhau ha. Tại vì khi xưa là mình đi làm mình không có thời gian của chú anh chị ha, còn bây giờ mình lân la mình qua hàng xóm mình nói chuyện nhiều hơn tại vì mình rảnh hơn đó. Thì bắt đầu mình cũng giao lưu với người này người kia và Mai cũng nói chuyện nhiều với cô bạn đó, thì hai đứa mình cũng trở thành bạn. Trong thời gian đó thì cũng khá thân và mình thấy bạn mình là bán hàng online cũng được ha, thì mình cũng lân la cũng học cách bán hàng online. Mình bán hàng online thì mình cũng bán những cái thực phẩm chức năng nè, bán sữa rồi bán hạt chia, bán những cái đồ mà bạn ấy bán đó ha. Thì bạn nó cũng bày cho mình nhiều, thì mình cũng rất là cảm ơn cô bạn này. Nhờ cái cô bạn này mà nói chung là mình cũng có một cái công việc trong cái thời gian rảnh 6 tháng trước khi đi Mỹ. Ban đầu thì
mình cũng không có một kiến thức gì về bán hàng online hết, mình không có biết như thế nào để tạo fanpage rồi chạy quảng cáo ha. Và Mai cũng lên Google Mai học cô chú anh chị, Mai lần mò Mai học thì Mai cũng tạo được cái fanpage của mình, và sau đó thì Mai cũng học cái cách để Mai chạy quảng cáo ha. Và có một điều may mắn đó là khi mà Mai và cô bạn đó bắt đầu lần mò với nhau thì mình tìm được một cái mối hàng xỉ, mà cái chị này chị đăng trên trên Zalo của chị đó, thì mình chỉ copy mình về mình đăng lại thôi, và khi mà có khách lấy hàng thì mình mới chạy ra chị đó mình lấy thôi, mình hoàn toàn không có phải bỏ tiền ra lấy về nhà, nó tồn đọng hàng của chú anh chị ha. Có nghĩa là khi nào mà khách đặt hàng gì thì mình chạy ra mình lấy hàng đó thôi, chị đăng cái gì mình đăng cái đó, khách đặt cái gì thì mình lấy cái đó về mình bán, mình chuyển qua trao lại giống như là cò vậy của chú anh chị. Chứ thật ra thì mình cũng không có bỏ vốn gì nhiều ha. Và khi mà bán hàng này ban đầu thì Mai bán cũng không có được nhiều, tuy nhiên càng về sau thì Mai bán càng được rất là nhiều, tại vì cô chú anh chị cũng biết Mai cũng lanh lẹ và cũng có cái khả năng ăn nói nữa, thì Mai bán cũng khá lắm cô chú anh chị. Và Mai nhớ là hồi xưa có một khách hàng đi tour đó, là nhờ chồng cũ của Mai đem cái nguồn hàng bóng đèn đuổi muỗi ở Campuchia về cô chú anh chị. Cái bóng đèn này là chuyên treo trong các trang trại mà để nuôi bò, nuôi gia cầm gia súc đó, thì để cho muỗi nó không có cắn mấy cái con đó. Thì khi mà chồng cũ của Mai mang về đó thì cái anh này ảnh chê đắt chê rẻ chê đủ thứ hết á, và bán lại cho ảnh không có lời nhiều, hay lời có khoảng 500 1 triệu gì một thùng hàng. Thì khi đó đó Mai quyết định là nói với chồng cũ của Mai đó lấy hai bóng đèn đó về cho Mai bán. Mai bắt đầu lập một cái fanpage về bóng đèn đuổi muỗi ha, chuyên bán sỉ bóng đèn đuổi muỗi, và Mai bán rất là đắt. Hồi xưa thì chồng cũ của Mai đó có cái nguồn lấy hàng về được, tại vì chồng cũ của Mai là ổng đi thị trường Campuchia rất là nhiều, do đó thì ổng rất là hiểu cái đường mà đem hàng từ Campuchia về Việt Nam, thành ra là chồng cũ của Mai là biết đem về nhưng mà không có biết như thế nào để bán hết, thành ra là đem về là một thùng nó để mấy tháng trời đó cứ ứ động đó không có bán được, rồi cứ lệ thuộc vào cái mối bán lẻ của mình ha, họ cứ chơi lên chơi xuống chơi mắc chơi rẻ này nọ, nó rất là phiền ha. Và khi đó thì Mai bắt đầu bán thử của chú anh chị, Mai chạy quảng cáo trên cái fanpage của Mai. Mai xé một thùng ra Mai bán lẻ, Mai nói anh cứ nhập về cho em để em bán thử coi sao. Thế là Mai xé một thùng ra Mai bán lẻ. Thì Mai bán lẻ cái thùng hàng đó cũng rất là nhanh cô chú anh chị ha. Bán rất là nhanh và bán lời rất là nhiều. Mai nhớ là một cái bóng đèn đó Mai lời tới 80 ngàn lận ha cô chú anh chị. Tại vì mình lấy tận gốc mà mình bán tận ngọn mà, mình đâu có qua cái trung gian gì đâu. Thì Mai làm ăn rất là được và ngày càng là có nhiều mối sỉ liên hệ với Mai, và Mai cuối cùng là Mai giao bóng đèn đó là Mai giao sỉ luôn cô chú anh chị. Thì một thùng bóng đèn đó là Mai lời khoảng 1 triệu ha, một tháng thì Mai có thể bán khoảng 20 thùng. Và bên cạnh cái việc bán bóng đèn đuổi muỗi đó thì Mai cũng bán những cái dầu gội, những cái sản phẩm của Mỹ ha. Thì Mai bán cũng rất là đắt luôn, một tháng thì Mai cũng Mai chạy quảng cáo nha, Mai bán lời cũng được mấy chục triệu đó cô chú anh chị. Một mình Mai nha, trong tay Mai thật sự là không có một cái hàng gì hết á, hoàn toàn là lấy qua trung gian cô chú anh chị. Đa số là lấy lại từ cái chị đó thôi, khi nào mà khách hàng hỏi thì mình mới lấy lại ha. Mà Mai đã từng dám bán sỉ hạt chia 100kg, 200kg bình thường của chú chị ha. Mặc dù là mình không có gì trong tay mà mình cũng vẫn có thể bán được như vậy. Thì như các cô chú chị cũng biết đó, thì Mai rất là có gian buôn bán ha. Trong cái thời gian 6 tháng mà chưa đi Mỹ đó thì Mai ở nhà mới bán được rất là nhiều tiền, một tháng Mai có thể kiếm được 50-60 triệu tiền bán hàng là bình thường của chú anh chị. Thì khi đó là tiền đi tour của chồng cũ của Mai đó, tiền công tác phí đó thì khoảng 20-20 mấy triệu đó, thì Mai hoàn toàn không có đụng tới tiền đó, là để dành ra luôn đó, là gia đình Mai là Mai chỉ cần buôn bán như vậy thôi mà mình có thể sống dư dả thoải mái ha. Nói chung là ăn uống nhảy múa vô tư dư dả mà vẫn còn cuối tháng vẫn còn có dư rất là nhiều. Công việc làm ăn của Mai thì rất là thuận lợi ha. Thì Mai bán được như vậy trong khoảng 6 tháng thì giấy tờ đi Mỹ của Mai rớt về, khi đó thì thư mời phỏng vấn đã đến, thì Mai bắt đầu là thu xếp hết tất cả các công việc để chuẩn bị đi Mỹ. Lúc đó thì tất cả các bóng đèn đuổi muỗi còn dư tồn đọng thì Mai cũng phải thanh lý hết ha, và những cái hàng kia thì có chút chút thì Mai cũng thanh lý hết, cũng không có bị tồn đọng gì nhiều, tại vì theo như cái cách kinh doanh của Mai thì Mai không có tồn vốn ha cô chú anh chị. Có nhiều cô chú anh chị cũng hỏi Mai là từ cái lúc mà giấy tờ của mình tới hạn đó và mình bắt đầu bổ sung hồ sơ rồi đóng tiền làm visa này nọ tới lúc phỏng vấn là khoảng bao lâu, thì thực sự ra thì mỗi trường hợp nó sẽ mỗi khác, nhưng mà trường hợp của Mai là khoảng 1 năm đó cô chú anh chị. Mai nghĩ là khoảng tròn 1 năm ha. Thì
khi phỏng vấn cũng rất là dễ, tại vì giấy tờ của chồng cũ Mai là giấy tờ diện đoàn tụ, cái đó thì nó cũng đã hiển nhiên ra như đó rồi, anh em thì là anh em chứ không có thể nào là giả được. Cái đó thì khi vào phỏng vấn đó, thì họ chỉ kêu mình là giơ tay tuyên thệ là mình sẽ nói sự thật, và họ hỏi những cái câu về mối quan hệ giữa hai anh em thôi. Hỏi duy nhất một mình chồng cũ của Mai chứ không hỏi gì mấy mẹ con Mai, tại vì mấy mẹ con Mai á, là không có phải là đối tượng được bảo lãnh mà chỉ là ăn theo thôi. Có nghĩa là bảo lãnh chồng cũ của Mai đi thì được cả gia đình được đi theo, thì khi đó thì mình cũng phải có mặt nhưng mà mình không trả lời câu hỏi nào hết. Thì sau khi phỏng vấn xong nó của chú chị thì cái hộ chiếu của chồng cũ của Mai đó lại không có để ngày tháng năm sinh mà chỉ để duy nhất một cái năm sinh thôi, thì họ bắt buộc mình về mình phải đổi hộ chiếu lại, mình phải có ngày tháng năm sinh rõ ràng. Thì sau khi mà đổi cái ngày tháng năm sinh rõ ràng xong á, thì mình nộp bổ sung cái hồ sơ đó vào và mình không cần phải đi phỏng vấn lại, và họ gửi trực tiếp cái visa về nhà cho mình luôn. Có nghĩa là mình phỏng vấn cực kỳ đơn giản, rất là dễ ha. Và sau đó Mai cũng quyết định là Mai đi Mỹ sớm chứ Mai không có ở lại lâu, là bởi vì lý do tại sao. Lúc Mai phỏng vấn là khoảng tháng 9 của chú anh chị ha, thì Mai đi Mỹ là khoảng tháng 10, bởi vì lúc đó là cũng đầu năm học ở bên Mỹ, do đó thì Mai cũng phải tranh thủ Mai đi để con gái Mai kịp nhập năm học, chứ nếu mà Mai cứ chần chừ ở lại thì bé lại trễ hết mấy tháng. Do đó là khi mà có giấy tờ phỏng vấn đậu xong á, là gia đình Mai mua vé máy bay là trong vòng khoảng nửa tháng hay là 10 ngày gì đó là Mai đi lên đường đi luôn, tại vì mình đã chuẩn bị sẵn sàng hết từ lâu rồi cô chú anh chị ha. Thì bắt đầu là qua bên Mỹ là một hành trình mới, là một cái thử thách mới, một môi trường mới, và tất cả đều rất là bỡ ngỡ ha. Và Mai cũng có chia sẻ cái cơ duyên đi Mỹ và cái lý do tại sao mà Mai ly hôn ở trong cái phần tâm sự trước đây đó cô chú anh chị. Thì nếu mà các cô chú anh chị nào mà có quan tâm đến cái đời sống sau này của Mai, để xem thử coi trong khoảng thời gian từ lúc mà qua Mỹ về sau thì Mai có những biến cố gì xảy ra, thì xin mời các cô chú anh chị cùng theo dõi số một tâm sự phía trước mà Mai đã từng đăng ha cô chú anh chị. Thì cái video ngày hôm nay của Mai cũng khá là dài, và câu chuyện cuộc đời Mai thì Mai cũng đã kể từ cái thời thơ ấu cho đến lúc Mai đi Mỹ rồi, thì nó cũng đã kết nối được với cái phần tâm sự trước đây, thì coi như là hoàn thành tốt một câu chuyện về cuộc đời của Mai ha. Thì Mai cũng xin cảm ơn các cô chú anh chị và các bạn đã lắng nghe Mai tâm sự, và Mai xin chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau.